Cháu nghe chú ơi. 24 cẩu 400. Vâng vâng. Vâng. Vâng vâng, vâng vâng vâng. Dưới văn xá à, kiện à? Vâng, ok ok, để cháu gọi Khánh. Rồi. Rồi rồi rồi. Vâng vâng vâng. Không có mèo hoa mấy sao mà còn nhiều tôm thế? Có đấy. Chả chưa thấy mèo hoa. Ông ơi, đây này đây. Máy Khánh lại về kiện rồi. Máy Khánh về kiện. Đào mấy cột điện nào? Đào mấy cột điện? Ờ thế thôi, kéo đằng kia dồn vào đằng này đi. Cá giống mà. Cá giống đâu thuốc rồi cháu. Cho mấy cọc đây. Em ơi. Okay. Này em ơi. Cháu ra thôi, cháu ngoài sau. Rồi bác cho em cọc đây, sau là thoải mái mà. Ông cứ cọc cọc sau lên cái đây, cọc đây. Cọc cho đây. Thôi mày chị đi. Em đừng bác cứ vứt làm. Ông ơi đừng nghe bội nhá. Cô cháu cho này của em nghe. Đây. Rồi đấy chạy. Lần lần đấy rồi. Cô cái bác Quế lên đeo rồi đấy. Đấy rồi đấy. Cô lên bên trên kia. Lần đấy. Lần lần đấy. 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 Nắm tôm thế nhỉ? Lên cái gì các bạn ơi? Chạy về lấy mấy cái rổ. Không chạy nữa, không về nữa. Cầm lưới, cầm cọc. Đừng đổ đi, tôm lại đổ lên đường. Đổ có thau đi, không đổ, đổ lên đường. Tôm như. Bên trong rẻ là đưa các ông đi cọc. Nắm tôm thế. Ít mèo hoa.
đặt tít xịt tôm luôn. Cắm hết ra ngoài đi cái. Đổ cái chậu xanh kìa. Con. Bẻ nó đi một cái này. Hơn tấn. Phải được tấn. Nhiều phần ở đây này, kém được đây này. Đấy, mấy con tôm kiểu éo cũng được triệu tiền tôm. Con dùng nữa đi con, xong rồi sắm cái máy bơm. Riêng được đôi triệu tiền tôm. Tôm nhỏ. Đây. Chi chít tôm này. Tôm nó nhảy tanh tách tách à. Có cái máy bơm ra cái thùng bơm này. Ôi cái đó từng người đâu, kẻ kéo đâu hết rồi. Nhanh nhanh vô. Cái máy bơm xích ra cái thỏ bơm kìa. Thỏ bơm ra sau. Không, bây giờ là ông xuống ấy đi. Xong bắt đầu là ngăn nộ, xong là lọc. Không, lọc có cả đây. Có, lọc con mè, mấy con trôi chiêng. Cứ bình tĩnh để cho chăng chiêng. Ô, thuần ngươi để cho nó giống ra ngoài đi. Đúng đi, đi đây, để cho nó giống. Đằng nào vẫn phải lọc mà. Không biết là thế rồi, anh biết là nó về nhà để cho nó cân lương. Ông ông cặp hộ cái máy con này. Để nhặt vứt ở đấy luôn ngọt không bác? Thì cái tôm đó mà đến. Dạ. Bên kia, bên kia. Chắc phải kiện. Đấy, thi sơn, thi sơn. Thi sơn trồng một lốt mấy cột điện ạ. Chắc phải chép nữa nhỉ. Cầm ra kia cho bác kia bác đổ tôm luôn kìa. Chạy dọc theo tuyến dưới luôn. Vách cái con bên ngoài này là cái đổ lên, dần mạnh lên đoạn.